Cùng dọn bánh mở hàng thôi nào. Đói bụng quá. Bánh thơm quá. Stop. Dừng lại. Oh no. Give it back. Ôi, Squidward bị ngã rồi. Oh my god. Stop. Oh my god. Trời ơi, Squidward đang đuổi theo. Stop. No. Hãy trốn vào đây, Elsa. Where is she? Thối quá đi mất. Ew. What the? Oh no. Ow. Elsa ngã rồi. Hey. Những chiếc lông này nhìn quen quá. Đây rồi, chắc chắn Elsa đang ở đây. Ôi, không thể ngửi được mùi này. Sorry. Oh my god. Squidward kìa, mau trốn đi. Oh no. Let's go. Ôi không, tên trộm đã lấy chỗ đồ ăn rồi. Stop. Tên trộm kia, mau trả đồ ăn lại đây. Cứu Elsa đi. Oh my god. Help me. Help. Oh. Oh no. Put that down. Don't ever come back. Trời ơi, Squidward đã hiểu lầm Elsa rồi. Oh no. Mẹ Elsa đã về. Today we'll have bread. Didn't stay on that. No. Please. I knew all the truth. Sorry for blaming you. For you. Take this for your meal. Cảm ơn đã cho chúng cháu thức ăn ạ. You need new clothes. Wow, mẹ con Elsa đã có váy đẹp rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhỏ.
Squid béo trọc ngủ ngon quá. Tóc giả rơi xuống đất rồi. Chó ị bẩn lên tóc kìa. Hey, hey. Dậy đi. Hey, what? Ôi, tóc của tôi. Buồn ghê. Nhưng tủ vẫn còn nhiều tóc lắm nè. Bộ này nha. Yes. Ok. Cùng đi mua quần áo thôi. Yes, yes. Dabun nghèo đang ăn xin ngoài đường. Con vẹt hư ị vào bát ăn xin rồi. Quá đáng thật. Cẩn thận xe kìa. Mày thế phanh kịp. Bạn có sao không? Tớ bị rau queo bắt nạt. Bực thật. Rau queo cười rất hả hê. Có cách rồi. Tổ ong rơi trúng đầu luôn. Bị đàn ông đuổi kìa. Sưng u hết mặt luôn nè. Cảm ơn cậu. Đến chung vui cùng tớ nha. Cửa hàng làm đẹp. Đẹp quá. Come on. Yes. No. Búi tóc lên cho gọn nhé. Ok. Đánh phấn này. Vẽ lông mày nha. Cool. Kẻ mắt tiếp theo. Yes. Nice. Đánh phấn mắt nhé. Đính thêm đá cho lung linh nào. Wow. Great. Son môi nữa nhé. Yes, yes. Phấn má hồng. Xinh chưa, xinh chưa. Còn tóc nữa. Let's go. Bộ yes. Tóc này. Đến chọn váy nào. Yes. Vừa nice. Đẹp luôn. Okay. Đôi này nha.
Dabun xinh quá. Yes. Hai cô nàng đã làm đẹp xong rồi. Hello. Cho mình thanh toán nha. Hôm nay chúng tôi giảm giá 99% nhé. Thật tuyệt, cảm ơn. Thank you. Bí mật nha, tiền đây. Đám cưới thật đẹp. Đã đẹp hơn nữa rồi. Chúc hai cặp đôi hạnh phúc nha. Các em bé cũng thật vui. Chào ngày mới. Ôi trời đổi giông kìa. Nước ngập đường rồi. Phải làm sao đây? Mau mau trèo lên mái thôi các bố mẹ ơi. Đáng sợ quá. Nước lũ đang cuốn trôi tất cả kìa. Ôi các mẹ đang chuyển dạ ư? Oh no. Gắn lên các mẹ ơi. Chào các bé yêu. Ăn ngoan chống lớn nhé. Sao cơn lũ mọi thứ thật tệ. Nhà cửa hỏng hết mất rồi. Thật là tệ mà. Ôi không, chúng ta phải làm gì đây? Don't cry, I will help you. À đúng rồi, hãy dọn dẹp lại nhà cũ. Thật lớn sẽ đặt ở phía bên trái nhé. Bên phải sẽ là kệ tủ nhỏ xinh cùng sách hoa tươi mát. Ôi, rèm hoa yêu quá. Tuyệt vời. Các bạn ơi, vào khám phá phòng ngủ tuyệt đẹp tại nhà nho nào. Chao ôi, sắc tím mới dịu dàng làm sao. Yêu quá. Dễ thương ghê. Thật là hoàn hảo. Phòng ngủ của em bé đang chờ đợi chúng ta nhé. Nhìn đôi em bé kìa. Ngọt ngào quá. Ở đây sẽ là củi của em bé. Tuyệt vời. Hãy ghé thăm nhà cam nào. Chiếc đôi xinh là dành cho cặp song sinh đáng yêu của chúng ta nhé. Điệu đà quá đi. Còn đây là củi yêu này. Ôi, trên cả tuyệt vời. Các em bé ơi,
phòng tắm có gì thú vị nhỉ? À, tất cả đều là màu sắc cam rực rỡ nhé. Đáng yêu ghê. Nhanh tay thực hiện tương tự với phòng tắm nho tím nào. Thật xuất sắc. Ôi, nhìn tủ đồ kìa. Cả nôi nữa chứ. Lặp lại một lần nữa với nhà cam nào. Tuyệt, tuyệt vời. Hey. Bố mẹ và các bé ơi, chúng ta đã có những căn nhà tuyệt đẹp rồi. Yeah, yeah, yeah. Tuyệt quá. Mau khám phá nào. Vào trong thôi. Đồng ý. Tạm biệt. Wow, thật bất ngờ. Hãy nhìn từng không gian này. Nhưng mà trước hết các bé phải đi tắm đã. Kỳ cọ và nô đùa nào. Xong rồi. Lâu người thôi. Oh yeah. Ôi, những chiếc nồi xinh quá. Ở đây các bé sẽ chơi thật vui. Chơi xong thì đi ngủ nhé. Nhưng không được khóc nhè đâu đấy. Đi sữa nào. Ôi ôi, tuyệt quá. Mau tắm thôi các bé ơi. Xóa người nào. Mẹ ơi, thích quá à. Tắm thật là vui, thật là vui mà. Các bé chơi ngoan nhé. Mẹ ơi, các bé buồn ngủ rồi thì phải. À hả, đúng rồi. Tiên thần sẽ luôn bên các con nhé. Đừng quên tia sữa nữa nhé. Mẹ Elsa dậy sớm quá. Cốc, cốc, cốc. Hello. Chúng ta hãy ra ngoài dạo chơi nào. Yes. Một ý kiến thật tuyệt. Aha. Thay đồ nào. Ô, tủ đồ kìa. Phải làm sao đây? Oh. Ôi không. Oh, no. Thay váy áo đẹp thôi. Ôi, dễ thương quá. Yêu ghê cơ. Mẹ Rapunzel cũng sẽ giúp các bé thay đồ nhé. Wow. No. Oh yes. Tuyệt quá. Mau đi thôi. Chúc cả nhà mãi hạnh phúc nhé. Tạm biệt. Hôm nay mẹ sẽ đưa các bé đi dạo nhé. Xin chào, xin chào. Hello. Hello. Ồ, cuộc thi gia đình. Tuyệt quá. Tham gia nhé các mẹ. Vòng 1, trang điểm. Hai mẹ đã sẵn sàng. Đồ trang điểm cũng đã sẵn sàng. Vui quá. Vui quá. Các bé sẽ trang điểm cho mẹ Kỳ Lân nhé. Kẻ mắt nào.
chút mi nào. Wow. Tô son nào. Và đánh phấn má hồng nữa nhé. Mẹ kỳ lân xanh ơi, mẹ kỳ lân xanh. Các chuyên gia trang điểm nhí đang rất háo hức này. Bắt đầu thôi. Bước 1, kẻ mày. Bước 2, chọn và đánh phấn mắt. Bước 3, tô son. Ôi, có gì đó sai sai rồi. Mẹ kỳ lân vàng A, mẹ kỳ lân xanh F nhé. Yeah. 1-0. Vòng 2, câu đố. Chúng ta có 4 nàng công chúa Disney, 4 bộ tóc. Đều tuyệt đẹp. Các bé hãy lựa đồ cho các công chúa nào. Một đội cử ra một thành viên nhé. Bắt đầu thôi. Ôi, nhìn mái tóc đỏ kìa. Mái tóc vàng trông cũng rất quen đấy. Suy nghĩ nào. À, chỉ có thể là công chúa Ariel thôi. Còn bộ tóc vàng ư? Là của công chúa Cinderella. Tóc nâu là của công chúa Belle nhé. Okay. Yeah. Hoàn thành rồi. Chọn váy thôi. Chọn váy thôi nào. Đáp án là nàng Ariel. Váy hồng là của nàng Aurora. Váy xanh dương Cinderella. Yeah. Wow. Ôi, em bé kỳ lân đã cầm váy vàng trước mà. Không chịu đâu. Bài thi kết thúc rồi. Một lần nữa, hãy cùng nhìn ngắm lại những nàng công chúa Disney xinh đẹp của chúng ta nhé. Tỷ số hòa 1-1. Vòng 3, trang trí. Mẹ kỳ lân vàng và các em bé sẽ thiết kế một căn phòng ngủ thật lộng lẫy với giường, bàn trang điểm và cả nôi em bé nữa nhé. Wow, trên cả tuyệt vời luôn. Điểm A nhé. Nice. Tuyệt vời. Tiếp đến sẽ là phần thi của mẹ kỳ lân xanh và các em bé. Chúng ta hãy cùng hồi hộp dõi theo nhé. Một căn phòng thật xinh xắn. Đáng yêu ghê. Chỉ có thể là điểm A nhé. 2-2. Cả hai cặp mẹ con đều ngang tài ngang sức. Điểm số chung cuộc 2-2. Nhưng phải làm sao đây thì cúp chỉ có một. Còn tiếp. Chào các bạn. Chào Angel xinh đẹp. Trái cây hôm nay rất tươi ngon nhé. No. Xin lỗi, tôi không thích. Oh. Hey. Mẹ Elsa, mẹ Anna ơi. Ok. Ồ, tuyệt quá, mẹ Elsa rất thích thanh long. Thank you. Goodbye. Tạm biệt.
sẽ chọn dưới nhé. Thank you. Okay. Goodbye. Tạm biệt. Về tới nhà rồi. Hello. Các bé yêu ơi, chúng ta hãy cùng gieo hạt thanh long vào dứa nào. Hello. Let's go. Xới đất này. Ôi, kỳ diệu quá. Chúng lớn thật nhanh. Tin được không mẹ Anna ơi? Vui quá. Bất ngờ quá phải không mẹ Elsa? Tuyệt vời. Một ngôi nhà trái cây. Nó thật ngọt ngào. Hãy nhìn những ô cửa sổ này. Sắc hồng tulip mới dịu dàng làm sao chứ. Ok. Cả sắc đỏ nữa cũng yêu lắm nhé. Ok. Đây đúng là một điều kỳ diệu. Đính đá lấp lánh để không gian càng thêm bừng sáng nào. Ôi, lung linh quá đi. Một chiếc giường thanh long tuyệt đẹp sẽ dành cho mẹ Elsa nhé. Cả gối và chăn nữa này. Nồi em bé thì đặt ở đây này. 2, 3, hô biến. Ôi thật tuyệt. Chúc các mẹ ngủ ngon. Các bé ơi, mơ giấc mơ đẹp nhé. Thật đúng là căn phòng ngủ trong mơ. Thích quá đi. Ôi, bồn tắm thanh long. Dễ thương quá. Lại còn cả tủ đồ tắm nữa chứ. 2, 3, hô biến. Thế là đã hoàn thành rồi. Các mẹ, các bé ơi, mau tắm thôi nào. Mau tắm thôi. Thêm chút sữa tắm nhé. Ôi, tắm thật là vui. À, xong rồi nhé. Lau người thôi. Em bé đã sẵn sàng rồi nhé. Cả mẹ Anna cũng vậy. Hai mẹ con cùng thư giãn nào. Xong rồi. Lâu người thôi. Mau di chuyển tới phòng thay đồ nhé. Ở đây sẽ đặt tủ quần áo này. Tủ phụ kiện thì đặt ở đây này. Thực hiện tương tự với phòng thay đồ của mẹ Anna nhé. Wow, tuyệt quá. Yêu ghê cơ. Hãy khám phá tủ đồ nào. Ô, tất cả đều trống rỗng. À, đúng rồi. Các mẹ ơi, mau thay váy đẹp nào. Cả các bé nữa chứ. Ôi, mẹ và bé đều xinh quá. Nhanh tay chọn phụ kiện nào. Tuyệt vời. Đi dạo thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại.